Hoa trà mi Cát Tường của nhà vườn ở Đà Lạt lần đầu tiên được gia đình ông Hoàng Hữu Trúc ở khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà đưa vào trồng gần 2 tháng nay. Để phong phú các loài hoa cung cấp ra thị trường, ông Trúc trồng thí điểm trong nhà màng 400 cây hoa Cát Tường và trà mi. Số hoa mới này hiện đang phát triển rất tốt, phù hợp với thời tiết và vùng đất ở đây. Với kinh nghiệm trồng hoa hơn 15 năm nay, nên cử vào thời điểm cuối tháng 8 âm lịch, ông Trúc lại bắt đầu làm đất, xuống trồng để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên Đán. Theo đó, vụ hoa Tết năm nay, ông Trúc trồng hơn 1.000 chậu hoa các loại, gồm giống hoa trà mi, Cát Tường, cúc pha lê, đài đoá và một số giống hoa có chất lượng hiện đang được gia đình chăm sóc, phát triển tốt. Cây hoa Cát Tường mới hỗ trợ sau, nhưng mà thứ nhất là nó đúng vào cái thời điểm Tết để bà con chăm. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái cây hoa Cát Tường này là được cái nhân dân bà con ở đây là đầu tư cái mô hình nhà màng, nhà lưới á, cho nên là mình đưa vào ở trong nhà, cho nên nó phát triển rất thuận lợi. Về cái khâu chăm sóc này thì đặc thù là bà con ở đây thì người ta làm là hoa lâu năm, cho nên người ta có rất nhiều cái kinh nghiệm. Tất nhiên cái giống hoa mới thì người ta cũng vừa là học hỏi bằng cái là truyền miệng, vừa là qua thông tin các cái trang mạng, trang báo, cho nên là người ta học hỏi kinh nghiệm cơ bản. Thì bây giờ người ta làm năm đầu nhưng mà kỹ thuật là người ta cũng đa số người ta nắm cũng hết rồi. Cho nên cái hoa hiện tại bây giờ nó phát triển rất đẹp. Thì thực ra cái cây Cát Tường á thì cũng mới đưa ra lên bên trong thôi. Nhưng mà thực chất ra thì mình cũng phải làm thêm cái kinh nghiệm, cũng phải học hỏi qua những cái trang sách báo ở mạng mới kinh nghiệm năm đầu mà thấy cũng là thành công. Vụ hoa Tết năm 2024 này, tổ trồng hoa An Lạc, phường Đông Giang có 20 hộ tham gia trồng trên 50.000 chậu hoa các loại để bán trong dịp Tết và cung cấp hoa giống. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Phòng Kinh tế thành phố Đông Hà đã nghiên cứu và chọn các giống hoa mới phù hợp với thổ nhưỡng, thời tiết ở Quảng Trị để đưa vào trồng như hoa trà mi, Cát Tường, cúc đài đoá với gần 25.000 cây giống. Số hoa giống này được hỗ trợ theo chính sách nhân rộng của đề án phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2025. Việc hỗ trợ cây hoa giống đạt tiêu chuẩn, rõ nguồn gốc nhằm góp phần nâng cao chất lượng và phong phú về chủng loài hoa tại địa bàn. Bên cạnh việc trồng hoa theo phương pháp truyền thống, nhiều hộ dân được thành phố hỗ trợ đầu tư lắp đặt nhà màng, cùng với sự mạnh dạn của các hộ trồng hoa đã đầu tư thêm hệ thống tưới, đèn điện để nâng cao chất lượng hoa. Hiện nay tổ đã hướng dẫn và chỉ đạo bà con là trồng theo cái đúng kỹ thuật, đặc biệt là các cái giống hoa mới. Đối với những hoa Cát Tường thì hướng dẫn bà con trồng vào chậu rồi trồng hoa cắt cân, đặc biệt là đưa vào cái nhà màng để sản xuất để đảm bảo cho hoa phát triển, là tránh được cái vấn đề là thời tiết. Thì hiện nay cây hoa thì phát triển khá tốt. Thì bà con ở đây là sẽ tập trung đầu tư nhân rộng trong thời gian đến với số lượng nhiều để thay thế các cái giống hoa nó bị thoái hóa. Những loài hoa mới được trồng ở tổ trồng hoa An Lạc, phường Đông Giang bước đầu phát triển rất tốt, đã mở ra triển vọng mới cho những hộ dân trồng hoa nơi đây. Bên cạnh việc trồng các giống hoa truyền thống, các giống hoa mới sẽ góp phần quan trọng cho thị trường hoa trong dịp Tết phong phú và đa dạng về chủng loại.